Hoàng Sinh Lệnh quay trở lại sân khấu quý vị. Thưa quý vị, cô đôi Tam Đường, cô không nằm trong hàng tứ phủ, nhưng chắc hẳn quý vị đây rất nhiều các thanh đồng đạo quan đã từng lên đền của cô trên Tam Đường. Cô xuất thân từ đình bản, cô đi buôn bán bản tơ, không may bị lũ cường hung sát hại và mọi cô xông thành cổ mộ. Và những người đi qua đó thấy linh thiêng, lập đền thờ, và đền thờ bây giờ được rất là khang trang, được Sở Văn hóa tỉnh Lào Cai xếp hạng di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Lào Cai. Với một cái lễ hội rất là trang trọng như thế này, nghệ sĩ Trọng Bình xin gửi tới quý vị một giá cô đôi Cam Đường. Với giá cô đôi Cam Đường, nghệ sĩ Trọng Bình xin gửi tới quý vị được buôn may bán đắt, đi một đường mười đi tươi để tốt, thêm cảnh xanh lá nở cảnh xanh ngọn, đặc biệt là văn phòng Bích Liên được luôn luôn được mạnh khỏe, phát tài, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Chúc cho toàn thể quý vị được phu phụ song toàn, phu thê như sắt như cầm, nam nữ hài hoa, nhi gia nhi thất. Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức hát cô đôi Cam Đường. Thank you.
Suối khe đồ núi bập bềnh, đi ta.
ngày nhất như xa nhiều bóng thân lòng được cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa dân hồn được phúc hưng quê sớm cùng hồn. Tiểu phẩm 2, hai người bố xin phép được bắt đầu.